Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đức Hiền. Và lúc này đang là buổi sáng mùng 1 tháng 9 năm 2017. Lúc nãy chúng tôi mới chuyển lô hàng dạ sập đi. Và giờ chúng tôi đang đánh hoàn thiện các cái mặt sập. Đây là mấy chiếc mặt sập 1m8 với sắc vân tuyệt vời. Và những cái sản phẩm này đã để được lâu rồi. Thường là cái cơ số dự trữ của tôi là bao giờ cũng để giữa tường được thời gian rất lâu. Thông thường thì vài tháng, mà có những chiếc để lâu lên đến vài năm. Thì đến khi tôi bán và giao hàng nó vãn đi thì lại lôi cơ số dự trữ ra để đánh. Và những cái sản phẩm mà đang xong các sưởng mộc thì lại mang trở về kho để dự trữ. Cái quy trình thì nó rất là rõ ràng như vậy. Chính vì thế cho nên là những chiếc sập ở đồ gỗ Đức Hiền thì thường từ cái lúc mà làm ra đến lúc tiêu thụ thì thời gian nó rất là dài. Thường thường là nửa năm đến một năm, có lúc thì lên đến vài năm. Nên là rất là an toàn cho quý khách. Và đây chúng tôi có đủ các loại kích thước và mẫu mã. Cho nên là quý vị về khi mà xem sập đã thấy có 5 cái chiếc sập đã được lắp sẵn ở hai cái tầng 1 của khu B và cũng như là khu C. Tại sao tôi phải xây nhiều khu? Bởi vì cái sập nó không thể lắp lên tầng 2 được, chỉ có lắp ở tầng 1. Còn nếu trong trường của nhà quý khách dùng thì lúc đấy chúng tôi cũng có thể lắp lên tầng cao. Thì đấy là những cái mặt này là phải tháo cả cái phần khung ra, còn đối với cửa hàng thì không tháo, cho nên những cái mặt này không thể đưa lên tầng cao được. Chính vì thế là ở mấy cái tầng 1 như này chúng tôi đã dành riêng, chủ yếu dành riêng cho sập. Trong khi đang đánh ở ngoài thì tôi đang đi vào bên tầng 1 của khu B đây. Thì vào trong này vẫn còn rất là nhiều các cái mặt sập khác và các bộ dạ sập cũng đang để la liệt bên trong này. Đấy, như quý vị đã nhìn đấy, bên trong này là la liệt các cái sập đang được lắp lên sẵn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin quý vị liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo số 0984 666 999, hoặc là Zalo Viber với số 0967 666 111. Tạm biệt quý vị.